Dây cơm nhà nghèo. Bà Tứ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chưa? Tôi thấy cậu học nhà bà ngoài cổng làng kia đi cùng một cô gái vừa trẻ vừa xinh lắm đấy nhé. Thật ư bác, chúc mừng nhà bác. Cậu học nhà bác cũng đã đến 35 rồi còn gì. Mau mau tổ chức cho cậu ấy đi. Vâng, bà dạy chí phải. Anh ơi, cái đường này gồ ghề quá, em đi không có quen, trẹo cả chân rồi đây này. Em không sao chứ? May quá không sao, nhưng sức cả gót dài em mới mua đây này. Mẹ, con chào mẹ. Ừ, học mới về hả con? Còn đây là... Dạ, đây là My, bạn gái của con mẹ ạ. Hôm nay con dẫn My về để ra mắt mẹ. Chào cháu. Dạ, con chào bác. Đường về nhà anh xa hơn em tưởng đấy. Thôi, hai đứa vào nhà đi, rồi ăn cơm mẹ đã nấu sẵn rồi. Anh, gỡ cho em miếng cá đi. Cá này nhiều xương dâm quá. Ở nhà em chả bao giờ ăn cái loại cá bé tí lại đầy xương thế này cả. Học này, con tính thế nào? Mẹ à, con và My sẽ cưới nhau. Mẹ sắp có con dâu rồi. Con gần 40 tuổi rồi. Mẹ cũng mong con sớm yên bề gia thất. Nhưng đây là chuyện quan trọng cả đời, con cần phải tính kỹ. Về phần mẹ, mẹ thấy không yên tâm lắm. Mẹ, mẹ lại lo xa quá rồi. Chắc mẹ thấy chúng con hơi chênh lệch về tuổi tác chứ gì. Hay là mẹ thấy cô ấy hơi tiểu thư? Ở nhà cô ấy được bố mẹ chiều chuộng, mẹ cứ yên tâm đi. Có tình yêu thì sẽ vượt qua được tất cả mẹ ạ. Con à, tìm được người phù hợp với mình là tốt nhất. Thôi mẹ, hôm nay con mệt rồi, mẹ cũng thế, đi nghỉ thôi. Con đưa thằng bé đây, mẹ bế cho, rồi tìm vợ con về đi. Chắc là thằng bé khát sữa đây. Cô ấy bảo đi một tí, mà sao lâu thế không biết. Mẹ bế hộ con một tí, con chạy ra ngoài gọi cô ấy về vậy. Em đi đâu mà lâu thế? Anh hỏi làm gì? Chả lẽ đi đâu cũng phải báo cáo cho anh biết sao? Cháu còn nhỏ, con đi đâu cũng phải chú ý giờ giấc một chút chứ. Để cháu khóc hoài mà tội nghiệp. Các cụ có câu, bận như con mọn là thế đấy con ạ. Mẹ nói ít thôi, cứ triết lý xa gần, nghe mệt lắm. Em không được nói với mẹ như vậy. Phải, tôi thì lúc nào chẳng sai. Cái nhà này thì chỉ có mẹ và anh là luôn đúng thôi. Em, sao em lại... Em có thái độ gì vậy? Thôi mà con, cơm sôi bớt lửa. Mẹ, mẹ tỉnh rồi à? Ừ, mẹ khỏe rồi. Con mau đưa mẹ về nhà. Mẹ nhớ thằng nhỏ quá. Con xin lỗi mẹ. Có chuyện gì thế con? Con làm thằng đàn ông mà không giữ được con mình. Mấy hôm trước My đòi ly dị với con không đồng ý. Cô ấy, nó làm sao? Cô ấy đã đưa bé bỏ đi rồi mẹ à. Trời ơi, cháu tôi. Thực ra có lời đồn đại My ngoại tình. Con không tin, không muốn tin. Con muốn giữ gìn gia đình mẹ à. Giờ thì chẳng thể làm gì được nữa. Chẳng thể. Khổ thân con trai, mẹ không giúp gì được cho con cả. Mẹ, giá mà con nghe lời mẹ. Khổ thân con, đời người có những chuyện đâu dễ gì làm lại. Mô hình đẹp nhất. Bố ơi, mẹ ơi, con đi học về rồi. Con trai, có phải nay con được điểm cao không? Nhìn con có vẻ rất vui. Không bố ơi, có chuyện còn thú vị hơn cơ. Ngày kia lớp con sẽ tổ chức buổi triển lãm mô hình bằng giấy kìa, nhằm gây quỹ bảo vệ môi trường. Mô hình thì đúng là sở thích của con rồi còn gì. Đúng vậy, cô giáo nói những mô hình tham gia triển lãm yêu cầu phải là do bố mẹ và các con tự làm. Sao?
Bố mẹ có bao giờ làm mô hình đâu mà biết làm. Mẹ cũng không biết, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nha con. Bố mẹ và con sẽ làm một mô hình đẹp nhất. Chúng ta phải bắt tay vào làm ngay thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Con sẽ làm mô hình chính ngôi nhà của chúng ta. Mẹ đã chuẩn bị mọi vật liệu cần thiết rồi đây. Bố ơi, xong chưa bố? Xong rồi, cuối cùng thì cũng đã xong. Trông có vẻ hơi sọc sệt, không được chắc chắn cho lắm. Phải dán băng dính mới được, mà hình như còn thiếu cái gì nữa. Có lẽ chúng ta cần phải tô màu cho ngôi nhà nữa anh à. Đúng vậy, cần phải tô màu nữa. Phải làm cho giống ngôi nhà của chúng ta. Tô màu cho bố nè. Bố ơi, hôm nay con tập mô hình cho cô giáo rồi đó. Không ngờ mọi người đến đông đủ thế này. Vâng, hôm nay trường tổ chức bán các sản phẩm do học sinh và phụ huynh làm để gây quỹ mà bố. Con nói sao? Bán mô hình này á? Vâng, con tưởng là con đã nói điều này rồi mà. Ôi, mô hình đó thì ai mà dám mua chứ. Nếu biết trước như vậy thì chúng ta sẽ đầu tư hơn cho mô hình rồi. Biết trước vậy thì nhờ cậu Thành họa sĩ thiết kế cho một mô hình hoành tráng hơn rồi. Hay là chúng ta nói với cô giáo rút lại mô hình đã nộp. Mời các phụ huynh và học sinh vào tham quan mô hình và mua hàng ủng hộ. Đẹp quá! Bố ơi, mua cho con mô hình tàu vũ trụ. Con có thích mô hình nào không? Mẹ cho tiền mua nè. Thôi, em lên mua cái mô hình ngôi nhà mình đi, rồi bỏ nó vào đâu đó. Nói với con là có người mua rồi, rồi chúng ta về. Cô ơi, bán cho con ngôi nhà này. Không sao đâu cô ơi, chắc cái đó bố cháu dán không kỹ nên nó bị bung ra thôi. Hóa ra ngôi nhà này của gia đình cháu làm à? Đúng vậy. Bố mẹ ơi, con đã mua nó rồi. Con trai, có nhiều mô hình khác rất đẹp mà. Sao con lại mua mô hình này? Nó... Bởi vì nó là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Và con thấy nó là mô hình đẹp nhất ngày hôm nay. Đúng vậy, đó đúng là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Món quà từ thiên đường. Gabi, em lại đau à? Mẹ ơi, mẹ lại đau à? Mẹ không khỏe một chút thôi con gái, mẹ không sao cả. À, con có biết mai là ngày gì không? Không ạ. Là ngày kỷ niệm ngày cưới ba mẹ. Vậy thì ngày mai mẹ sẽ mặc váy cô dâu chứ? Tất nhiên rồi con à. Con sẽ đi tìm váy công chúa. Tự nhiên em thấy sợ quá. Hứa với em đừng để con bé biết chuyện nhé. Dạo này em đang khỏe lên đấy chứ. Nhìn em hồng hào lắm, em đừng nghĩ ngợi nữa. Nào cả nhà cười tươi nhé. 1, 2, 3. Đẹp rồi. Nhớ hồi mới cưới qua anh à. Bây giờ nhìn em già hơn anh lắm. Đâu có, em lúc nào cũng xinh đẹp. Thật đấy. Em nghỉ một lát, rồi tối mình ra ngoài ăn nhé. Ba nhìn con xinh chưa nè. Con lấy đâu ra bộ tóc này vậy? Con thấy nó ở dưới sàn. Mẹ ngủ say quá. Con thơm mà mẹ không biết gì hết. Gabi, Gabi, tỉnh lại đi Gabi. Chào bé con. Cô trai si đến nè ba. Em đến rồi à? Con lại vòi vĩnh cô làm bánh đúng không? Đâu có đâu ba.
cháu mang cất đi, rồi chúng ta cùng đi chơi nhé. Vâng ạ. Từ khi Gabi mất, nhờ em mà con bé vui hẳn lên. Còn anh thì sao? Liệu chúng ta... Tracy, anh vẫn chưa sẵn sàng. Gabi... Lại là Gabi. Thôi, anh đừng nói nữa. Bánh táo ngon tuyệt. Ngon như mẹ Gabi làm ấy ạ. Con gái, con có muốn cô Tracy sẽ thay mẹ chăm sóc và yêu thương con không? Có ạ. Con rất thích cô Tracy. Cảm ơn cháu. Anh đi lấy xe đây. Hai cô cháu chuẩn bị đồ nhé. Cô ơi, cô lên phòng cháu đi. Đây là phòng sách của ba. Phòng cháu ngay bên cạnh. Cô tết tóc cho cháu nhé. Được rồi, cháu có nơ chứ? Trong ngăn kéo ấy ạ. Anh ấy vẫn giữ những bức ảnh của Gabi. Cô ơi. Ừ, đây, cô thấy nơ rồi. Em ở đây à? Xong rồi đấy, cháu sang phòng trước nhé. Vâng ạ. Anh vẫn giữ những kỷ vật của Gabi sao? Ờ, nếu như em không vui, em đừng xem nó nữa. Người mất cũng đã mất rồi. Nếu đón nhận em, anh có thể vì em mà quên những kỷ niệm xưa đi được không? Anh có nghĩ em sẽ buồn không? Anh chỉ nghĩ là Gabi cũng... Gabi. Em đi đâu? Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em không muốn làm cái bóng của Gabi suốt đời. Chương trình Điều ước từ trái tim hôm nay xin chia sẻ ước mơ của một cô gái đã sang thế giới bên kia. Gửi Sam, khi anh nghe được những lời này, chúng ta đã ở rất xa nhau rồi. Có lẽ anh đã chuẩn bị bắt đầu chặng đường mới. Em sẽ rất vui nếu thấy hai người hạnh phúc. Em muốn tặng hai người một kỳ nghỉ ở Abeirut, trang trại tuyệt đẹp cho các cặp tình nhân. Hy vọng anh và cô ấy sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào. Sam à, người đến sau luôn rất thiệt thòi. Anh hãy làm cho cô ấy vui và cười thật nhiều nhé. Đừng buồn về chuyện của em nữa. Trên thiên đường em rất ổn. Gửi bạn của tôi, cảm ơn vì đã yêu thương cha con của Sam. Hai người hãy hạnh phúc nhé. Cô gái có tên Gabi mong muốn người nhận có một chuyến đi vui, nhiều kỷ niệm, để trân trọng hơn từng giây phút được sống bên nhau. Anh Sam. Tracy, anh đang định đến chỗ em. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên ghen với Gabi. Vừa nãy chương trình phát thanh, cô ấy... Giờ, Tracy à, em đồng ý làm vợ anh chứ? Em đồng ý. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.